Một cái thông tin cực kỳ hot nha các bạn. Đó, mình đang cưỡi trên một con gọi là thú cưỡi. Theo cá nhân mình ấy, cái con thú cưỡi này nó là đẹp nhất trong tất cả các loại thú cưỡi từ cái thời 208 đến tận bây giờ các bạn. FPT 208 đến tận bây giờ. Đó, đây là con niên thú lôi đình các bạn nha. Đây. Chỉ có đáng tiếc một điều duy nhất thôi. Theo như rất là nhiều mình kiểu là mình khám phá rất là nhiều những cái thể loại game khác ấy. Thì điều một điều rất tiếc của con niên thú này đó là cái thần khí hay là cái vũ khí đấy, nó không lộ ra bên ngoài. Đấy là một điều rất là tiếc, có thể là do nó chạy nhanh quá nên phải bám hai tay cho nó chắc. Đấy, cầm bám một tay là nó rơi ra ngoài. Đấy cũng khả năng là một lý do. Đó, đây các bạn cho các bạn chiêm ngưỡng này. Cái thời 208 thật các ông ấy, đã ông nào cưỡi ở trên một con niên thú lôi đình, sau đó dắt theo một con mạc kính miêu này, đây cho ông xem này, cưỡi trên một con niên thú lôi đình nhá, dắt theo một em mạc kính miêu hoặc là cát tường miêu hoặc là cái gì đó miêu chẳng hạn, skill thì gọi là các phản kích, các phản chấn này, pháp hồn này, linh động này đấy, rồi là gầm thét nữa. Ôi, các ông phê lòi luôn. Ngoài ra ấy, thì bản thân mình ấy, rất muốn cực kỳ muốn đó là TLBB nó có thể sinh ra một con thú cưỡi là con ngựa theo đúng nghĩa, và đặc biệt nó chạy theo cái dáng của một con ngựa thật chứ không phải là trổ theo hình thức là hai chân chụm nhau này các bạn nhé. Các bạn chơi những cái game ví dụ như là Võ Lâm Truyền Kỳ ấy, con ngựa nó rất là giống thật đó, mình muốn những con ngựa như thế chứ không phải là con thiên mã. Tất nhiên là có thiên mã là ngựa này, rồi là có một số loại ngựa khác, ngựa đen này, rồi là có những cái con ngựa của Thiên Long này, nhưng các bạn nhìn xem nó cái động tác của nó đi ấy, cái động tác của nó đi và khi bạn ngồi lên ấy, nó không giống thật lắm đó nhá. Nhưng mà rất tiếc, đấy một điều duy nhất tiếc cái thôi, là chưa có một con ngựa nào cho nó đúng nghĩa. Ngựa nhé, ngựa ấy. Còn nếu nói về thú cưỡi thì mình cảm thấy cái con này vẫn là đỉnh nhất này, vẫn là đỉnh nhất, không ai sánh bằng. Cho dù có 100 năm đi nữa thì 100 năm nữa đi nữa thì mình vẫn cảm thấy nó là đẹp nhất. Nhưng cái con Đại Phong này, Phi Long Đại Phong ấy, con mà trong phim Chúa Tể những chiếc nhẫn ấy, giống như là đó, đấy, con Đại Phong ấy, hay là những cái con rồng cưỡi này kia ấy, mình hoặc là con Cửu Châu Thần Long ấy, những con đấy thì nó có một cái vẻ riêng nhưng mà về độ đẹp thì mình thấy nó không bằng con này. Ok, xin chào tất cả các anh em, chào Quang Vũ nhé. Hello các bạn, Tử Lượng, Huyền Cun, Huyền Phan, Bùi Phi Phong, Bùi Hải nhá. Chào Đức Hoàng, Chi Nguyễn, Đông Hiếp. Ok, rồi giới thiệu cho các bạn đây nha. Đây là cái phần thưởng đua top vang danh, top 1 vang danh nha anh em. Đó. Và cái công việc của hôm nay thì mình sẽ đi ra đây, mình mới mua được cái ám khí này rồi, cái băng phách thần châm này. Hôm nay mình sẽ đi xào nấu nó nhá. Khoe cho các bạn con thú cưỡi này thôi. Đó. Đây. Rất đẹp nha. Thời hạn thì có 30 ngày thôi.